cá gián nhiều hả? Đi cá gián nhiều cái thì 2,5 2,5 ba phòng đó. Mấy cắn chị giá cao quá. Trời ơi luôn vậy thoải mái được rồi, ở đây rồi nó đi 500 đây đi 400 có, 3,5 có, 2,5 là để nhanh. Sao đi nổi giá đó được? Hả? Người lao động sao đi nổi giá đó được? Người lao động đi đi. Một lần đi là mất một lần đi là hôm qua tôi đi một cái 1,2 triệu. Một lần đi là mất mấy lần lương, mấy ngày lương? 1,2 triệu hết tay à, hết tiền. Không. Người Hà Nội 1,2 triệu mà nó đi một cái thôi, nó 1 triệu qua đêm. Yeah. Mà nó đi 1 tiếng 20 phút. Gần 1 tiếng rưỡi đi qua đêm 1 triệu mà nó cho 200 là 1,2 triệu. Tốt khoảng 200 còn 1 triệu. Nhưng mà nó đi 1 tiếng 20 phút. Vô đây họ chơi sột thì có chứ. Thôi cảm ơn chị. Chắc nhìn chị đẹp quá nó chạy giá cao rồi chứ. Hả? Chắc nhìn chị đẹp quá nó chạy giá cao rồi chứ. Có tiền đi chứ tiền đâu đi nổi mức giá đó. Em người mình trung đúng không? Hả? Dạ không. Đây người khác thì giá cao quá tiền.
chị? Đi tiếng nhiều. Tiếng 350. Sao ở đây đi cao chứ ta? Không có cao. Phòng 60. Ủa, cái gì 350, 250? 350 tiếng, dù 250. À, vậy hả? 60 còn 290 là cao quá rồi. Vậy hả? Cái đường ra nên lương đi cũ đi hướng nào chị? Hả? Ra lương đi cũ đi hướng nào? Giờ ra lương đi cũ đi hướng nào? Chị tí giá nhiêu? Tí 300. Cao quá vậy? Anh đi hay là anh còn cho khách? Mình đi. Anh đi hả? Anh đi em lấy 300 thì không còn. 200 được không? Chị tí 250 được không? Không được hả? Có 50.000 là chơi vui vẻ hơn đó. À, vậy. Ở quê mới ra mà giá đâu tiền à? Ở quê mới ra mà giá cao quá. Bất ngờ quá. Từ ra đi. Tháng 9 chứ này. Là một tiếng 250 thôi. À, đi mới nói. Các bạn nhắn cho bà Điền chứ là nhắn cho các bạn. Nhắn cho các bạn.
đi qua giao hàng nữa.